Hai, xin chào tất cả anh em quay trở lại channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip giảm đáp tiếp theo phần 8. Sau đây các bạn vào set play cho mình. App này, app đầu tiên mình hướng dẫn là app giảm binh nhé. Các bạn tìm DLS. Các bạn, đây, chính là cái này, các bạn ấn vào cho mình. Các bạn mở lên. Đây, mình đang cái bài mình sẽ stop lại. Đầu tiên là khi các mé quảng cáo. Các bạn đầu tiên là nó sẽ là Google DLS. Rồi khi là DLS ấy thì các bạn ấn vào cái custom này cho mình. Rồi các bạn xóa cái mấy cái này đi. 6367. Các bạn vào internet. Mẹ mấy cái này ở đâu ra vậy? Bịt. Đợi mình xíu nha. Và từ mình vào lịch sử cái đấy. Không phải, các bạn tìm DLS. DLS ID. Các bạn chọn cái thứ hai nha. Mạng lag quá. Đây. Các bạn nhìn thấy cái đầu mày không? Đây này, đấy. Đây hai cái dòng này đấy. Các bạn thì ghi là 101.01. chấm ê 08.08 0.88 chấm 20. Rồi tiếp theo dòng dưới 20.88.0 28.00 ở đâu 20.88.0 .101.101. Ok. Đây là cái ID vào mạng binh ổn định cho anh em nha. Rất là ổn cho khi dùng các bạn dùng 3G, 4G và Wi-Fi. Các bạn ấn start cho mình. Nè. Có vẻ hơi lỗi rồi. Rồi, các bạn start là xong nha. Đấy. Nó đã connected rồi, ok. Rất là đơn giản đúng không? Tiếp theo, một app nữa nhưng mà mình không tải ở đây nha. Các bạn lên xem play. Các bạn chọn cho mình cái này, không phải cái này. À đây. Gaming. Đâu rồi cái app này, đâu rồi? Gaming 2X đi. 2X à đâu, SpX. Quen mồm. Các bạn tải cái Gamebuster 2X Gaming Switch nha. Các bạn cài đặt. Nói hết dung lượng rồi. Ok. Cái này rất đơn giản thôi, mình sẽ không tải này. Tại vì mình sử dụng mấy app kia đâu, đơn giản rồi. Các bạn sử dụng mấy cái app trên mình hướng dẫn này cũng ổn. Và các clip trước cũng ổn rồi, nên là app này cũng phải phụ thôi. Các bạn chỉ cần vào cái app này xong là cần cài game liên quân là rồi là ấn spec game là xong, nó sẽ tự động dọn gian. Chắc chắn vào game sẽ tăng binh, à đâu nhầm lại, tăng binh, giảm binh, tăng FPS và combat ổn định nha. Clip của mình đến đây hết rồi, xin chào tất cả các bạn. Các bạn nhớ like và để lại một lời nhận xét dưới cái link nha.
giúp mình đạt 100 sub. Bye bye.